Ngọc Khanh xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả đang theo dõi chương trình hướng dẫn cộng đồng trên kênh Người Việt TV. Và ngày hôm nay khách mời của chương trình sẽ là cô Michelle đến từ Community Legal Aid SoCal. Ngọc Khanh xin mời chị Michelle gửi lời chào đến quý khán giả. Dạ, Michelle xin chào chị Khanh và quý thính giả của đài Người Việt TV. Kính thưa quý khán giả, chị Michelle và Ngọc Khanh đã thực hiện một cái chương trình giới thiệu tổng quát về những dịch vụ của Legal Aid SoCal. Cái tên của cơ quan này á, thì chúng tôi không có thể, giống như nếu mà mình dịch ra tiếng Việt thì nó cũng nghe nó cũng không có chính thức lắm, cho nên là chúng tôi xin chia sẻ lại đây là cơ quan giúp về vấn đề luật pháp tại quận Cam, Community Legal Aid SoCal. Và chị Michelle Lê là trợ giúp pháp lý ngay tại cái văn phòng của của Legal Aid SoCal tại quận Cam. Và thưa chị, thì chúng ta đã thực hiện cái chương trình nói về tất cả những cái dịch vụ mà Legal Aid SoCal trợ giúp cho cộng đồng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói riêng cái đề tài, những cái điều mà cộng đồng luôn thắc mắc khi gặp chị Michelle về Medi-Cal. Yes, yeah. So hôm nay Michelle muốn nói cho quý vị biết về cái luật mới mà Medi-Cal ra bắt đầu tháng Giêng năm 2024. Thì cái luật này thì cho những người nào mà có Medi-Cal trên 65 tuổi trước tháng Giêng 2024 này á, thì nếu mà mình có Medi-Cal mà mình trên 65 tuổi á, ngoài cái phần lợi tức mình lấy vô, mình phải có đủ điều kiện cái phần tài sản. Thì cái tài sản trước tháng Giêng á, cho một người á, thì chỉ được 130.000, hai vợ chồng á, thì được 195.000, mà trước lúc đó một người chỉ được chỉ có 2.000 thôi, hai vợ chồng chỉ được chỉ có 3.000. Nhưng mà bắt đầu năm tháng Giêng năm nay, cái luật tài sản này nó bãi bỏ. So có nghĩa là quý vị, nếu mà quý vị có Medi-Cal, tiền nhà băng, tiền 401k, tiền life insurance, bất cứ cái tiền nào mà là gọi là tài sản đó, thì Medi-Cal nó không có, mình không có cần phải báo cho Medi-Cal. Tại vì cái luật này nó không có còn nữa. Chỉ có cái lợi tức của mình mỗi tháng thì nó mới tính thôi. Vậy có nghĩa là cái luật này phải nói rằng là một cái sự kiện thay đổi cực kỳ lớn lao. Bởi vì từ trước đến nay, nếu mà nói là bây giờ Ngọc Khanh lấy ví dụ hai người mà chỉ có 3.000 thôi, cũng rất là khó. Tại vì có những quý vị họ đi làm, lương hưu của họ của một người thôi đã là 3.800 rồi. Nếu mà hai vợ chồng cộng lại là chắc chắn phải vượt qua cái ngưỡng của Medi-Cal rồi. And also know, so can biết ha, nếu mà mình so trước khi mà mình sao vô cái vấn đề này á, thì cô quý vị phải hiểu là Medi-Cal nó có rất là nhiều chương trình, anh biết không? Nó có chương trình cho dành người bé dưới 19 tuổi. Đúng. Nó chương trình dành cho người từ 19 đến 65 tuổi. Dạ đúng. À, nó có chương trình dành cho người 65 tuổi trở lên. Đó là như vậy. Chứ không phải Medi-Cal là Medi-Cal. Đúng vậy rồi. Vậy có nghĩa là nó còn theo độ tuổi. Mà nếu theo độ tuổi thì cái income guideline nó sẽ khác biệt ha. So bắt đầu tháng Giêng của 2024. 2024 này á, cái income guideline á, nó từ 19 đến, so nó rất là phức tạp. So mình cứ nói để cho mình tóm tắt lại đi là mỗi cái tùy theo cái tuổi của mình. Thì mình đi vô Medi-Cal nó sẽ cho mình biết là mình vô cái chương trình nào được. Thì cái luật mới mà không có cần tính cái tài sản này á, thì nó dành cho người 65 tuổi trở lên. Nhưng mà cái từ cái người mà nằm trong cái chương trình dưới 65 tuổi á, nó không bao giờ đòi hỏi cái tiền tài sản. Nếu mà dưới 65 tuổi, nó đã không đòi hỏi cái tiền dưới nó không có đòi hỏi cái tài sản dưới 65 tuổi rồi. Nhưng mà cái chương trình này á, dành cho những người 65 tuổi trở lên. Tại vì hồi trước á, nó đòi hỏi tài sản. Bây giờ nếu mà mình trên 65 tuổi trở lên, nó sẽ không có đòi hỏi tài sản nữa. Thì mình sao nói như ví dụ giống như là nếu mà mình đi làm đi, như Khanh nói, hay là mình retire, cái tiền Social Security của mình á, cho hai vợ chồng á, cái limit bây giờ là khoảng 2.300 cho hai vợ chồng. So nếu mà mình làm dưới 2.300 thì mình được Medi-Cal. Nhưng mà hồi xưa đó, tiền trong nhà băng á, mình phải, nó đi theo cái limit của nó.
So bắt đầu năm tháng giêng năm nay mình có bao nhiêu tiền trong nhà băng cũng được hết. Có nhiều người có 100 ngàn trong nhà băng cũng được, miễn sao cái tiền lợi tức của mình đó, nó nằm ở dưới cái limit, có nghĩa là hai vợ chồng phải dưới 1.300, một người phải dưới 1.700, thì là hai vợ chồng phải dưới 2.300, dạ, và một người phải dưới 1.700 thì sẽ được medical, không cần biết nhà băng có bao nhiêu tiền hết. Hồi trước là cái đó bị giới hạn. Đúng rồi, exactly. Và có nghĩa là cái luật mới nó cho chúng ta thấy là chính phủ họ chỉ quan tâm cái lợi tức, còn cái tiền trong ngân hàng họ cho rằng cái đó là tiền để dành, tiền gì gì của mình, họ không quan tâm nữa. Đúng rồi, dạ. Nếu vậy là sẽ có nhiều người thỏa điều kiện để được Medicare lắm đó. Đúng rồi Khanh. Yes, and cũng giống như mình sau nói trong cái buổi họp hồi nãy là cái Medicare nó rất là nhiều quyền lợi. So mình sau khuyến khích quý vị nên đi xin Medicare, hay là nếu mà quý vị muốn biết tôi có đủ điều kiện hay không thì quý vị có thể gọi vô cái văn phòng của Michelle sẽ cố vấn cho quý vị thêm. Coi... Dạ thưa chị, rồi bây giờ mình nói là cái gì cái thu nhập, giới hạn cái thu nhập đã được cho chúng ta có thể dễ dàng được Medicare rồi. Nhưng mà có nhiều người họ nói rằng tôi có nhà, tôi sợ tôi apply Medicare tôi bị mất nhà. Cái như Michelle nói hồi nãy, Medicare nó có rất là nhiều chương trình, thì Michelle khuyên cho quý vị biết là khi mà mình cái chương trình này đó nó không có tính cái nhà mình nữa, phải không? Thì nếu mà mình có bây giờ mình có 3 căn nhà đi nữa, miễn sao cái lợi tức mình thấp là được rồi. Đó, nhưng mà cái câu hỏi của Khanh là nếu mà tôi xin Medicare á mà tôi bị mất á thì chính phủ có lấy nhà mình của qua tôi đời được đó hay không? Qua đời đó thì chính phủ có lấy nhà tôi được hay không? Dạ đúng rồi. Thì cái câu hỏi này mình sau sẽ trả lời sơ cho quý vị hiểu, nhưng mà nó có rất là nhiều phức tạp. Cái thứ nhất á là khi mà mình nhận Medicare á, mình có nhà cửa đó, thì mình nếu mà chính phủ á nó chỉ đòi lại cái số tiền mình trả, nó trả cho mình nếu mà mình nằm ở trong nursing home lúc mình 55 tuổi trở lên. Đó là như vậy. So cái đó là cái criteria. Cái thứ nhất là họ sẽ coi lúc mà mình bị mất á mình bao nhiêu tuổi. Không, nếu lúc mà mình qua đời. Qua đời á mình bao nhiêu tuổi? Nếu mà dưới 55 tuổi có nhà cửa không thành vấn đề gì cả hết. Nếu mà trên 55 tuổi mà dùng cái dịch vụ giống như ở trong nursing home á mà mình có nhà mà cái nhà không có living trust, hay là cái nhà không có cái title không phải là joint tenancy đó, thì là chính phủ có thể gửi thư về để hỏi mình, để có thể kêu mình trả lại cái người thụ hưởng đó, trả lại những phần tiền mà giúp cho cái người bị qua đời đó trong thời gian họ ở nursing home, chứ không phải là bắt trả lại hết tất cả hoàn toàn. Bây giờ từ cái của chị Michelle Ngọc Khanh giải thích quý vị nha, có nghĩa là ví dụ một người đó họ qua đời năm họ 56 tuổi, rồi trong trước khi họ qua đời họ có nằm ở nursing home khoảng là 1 năm, thì tổng cái chi phí mà nằm ở nursing home đó ví dụ là khoảng là 500.000 đô la, thì khi người này qua đời năm 56 tuổi mà nhà, cái title của cái nhà không phải là joint tenant, mà cái nhà này cũng không hề có một cái living trust nào hết, thì khi cái người bệnh nhân này qua đời, cái nhà đó theo thụ hưởng là người con trai, thì chính phủ sẽ gửi thư về và nói rằng người nào đang thụ hưởng căn nhà này sẽ phải trả lại cái 500.000 đó cho chính phủ. Yes, đúng rồi. Còn nếu cái người bệnh nhân này họ không có qua đời năm 56 tuổi mà họ qua đời năm 54 tuổi, thì cái chuyện mà về tài sản của họ thì hay là cái gì đó chính phủ họ không có đòi cái khoản tiền trước đó. Đúng rồi Khanh. And also không phải là chính phủ nó đến lấy nhà của mình. Tại vì mình biết nhiều người Việt của mình nói là ô tôi không muốn xin Medicare tại vì tôi có nhà, rồi tôi xin Medicare chính phủ sẽ đến lấy nhà tôi, hay là khi tôi mất nó lấy nhà tôi, nó lien cái nhà của tôi. Xong rồi sao muốn nhắc lại là không có bao giờ có chuyện đó hết. Chính phủ nó phải gửi giấy tờ về, rồi nó phải verify, rồi nó có bao nhiêu thời gian để nó giống như là điều tra. Thì nếu mà trong cái thời gian này mà chính phủ không có điều tra trong cái thời gian đó thì là bãi bỏ.
Đó là như vậy. Cái quy trình nó cũng phải rất là mất nhiều thời gian, đúng qua rồi. Nhiều bước lắm. Exactly. Chứ không phải là tự nhiên. Cái mình nói cái là mình mất cái nhà. Cái mình mất cái nhà, không có chuyện đó. Dạ, cái rồi. Thứ nhất, cái thứ nhì là nếu mà mình mất cái người mà mất á, mà có gia đình á, có vợ hay chồng còn sống á, thì họ sẽ không có không có bắt mình phải trả tiền lại. Hay là mình có con bị tàn tật cũng không có bắt mình phải trả lại. Dạ. Rồi ví dụ như người và khách hàng họ có 401k, họ có thêm những cái tài sản khác thì như thế nào, chị có thể nói thêm về cái đó. Mình đi ngược lại và cái luật mới là không có tính về cái tài sản. Dạ, đúng. Phải không Khanh? Thì nhiều người có câu hỏi, cái thứ nhất là mình sao nghe biết là quý vị muốn biết là ô tôi có cái nhà. Đúng. Thì cái luật mới này thì là mình sao nói là sẽ không tính cái nhà. Đúng. Tôi có 401k cái balance của cái 401k không có tính. Nhưng mà nếu mà tôi lấy tiền ra theo luật, nếu mà mình là 72 tuổi thì mình bắt buộc phải lấy tiền ra mỗi tháng hay là hàng năm. Thì mình sao muốn cho quý vị biết là cái tiền đó sẽ tính là income. Khi mình tới 72 tuổi là phải lấy cái đó ra. Và cái đó thành là thu nhập của mình. Là thu nhập. Đúng rồi. Nhưng nếu mà mình không có bắt buộc phải lấy ra đó. Let's just say có nhiều người tôi mới có 67 tuổi. Chưa muốn lấy ra tiền. Hay là tôi muốn lấy ra lúc tôi muốn. Chứ không có bắt buộc. Thì cái tiền mình lấy ra lúc mình muốn không có tính là income. Cái này nó cũng phức tạp quá ha. That's why mình sao nói là cái đó là mình nghĩ quan trọng là nhiều cô chú nói tôi cần tiền để sống. Dạ đúng rồi. Tôi đi làm cả không đời có tiền 401k, bây giờ tôi được Medi-Cal. Nhưng mà Medi-Cal thì cái 401k của mình không có tính. Nhưng mà tôi lấy tiền ra có tính hay không? Thì nếu mà cái tiền mà mình lấy mà không có bắt buộc mình phải lấy đó, thì mình lấy ra không có bị tính. Nghĩa là ví dụ như khi đó là chú đang là 62 tuổi mà bây giờ chú đã thỏa điều kiện để được Medi-Cal rồi. Nhưng mà bây giờ chú lại cần thêm tiền để làm gì đó, chữa bệnh hay sinh hoạt gì đó. Thì cái tiền đó không có tính là thu nhập của chú để mà chú phải báo với Medi-Cal. Đúng rồi, exactly. Nếu and then mình sao có một another question là tôi bán cái nhà. Cái tiền mà tôi bán cái nhà có tính hay không? Cái tiền mình bán không có tính, nhưng mà cái interest cái tiền lời thì tính. Vậy thì bây giờ Ngọc Khanh nói cái tiền lời mà bị tính đó là phải báo với Medi-Cal. Thì nếu mà họ thấy cái thu nhập nó cao lên thì tất nhiên là mình sẽ phải bị mất Medi-Cal nếu cái tiền lời nó cao quá. Đúng rồi. Cái này rất là hay kính thưa quý khán giả, mà tiếc quá cái chương trình thời lượng của chúng ta đã phải ngưng ở đây rồi. Thì kính thưa chị, bây giờ nếu mà chỉ còn một phút để mà tổng kết về cái đề tài về Medi-Cal thì chị sẽ nói gì với quý khán giả nè? Michelle muốn cho quý khán giả biết là cái luật mới này nó rất là nó làm cho mình nhiều điều kiện để mình có thể xin Medi-Cal. So nếu mà mình khuyên quý vị nên đi đến để xin Medi-Cal, hay là nếu mà quý vị không có biết rõ ràng là tôi có đủ điều kiện hay không, thì quý vị có thể gọi vô văn phòng Community Request SoCal của Michelle. Ở số điện thoại là 714-571-5200. Ngọc Khanh xin nhắc lại là 714-571-5200. Và mình không có thể đi đến văn phòng được, mình phải gọi lấy hẹn, tại vì các vị này rất là bận và tất cả đều phải theo hẹn, tại cái cuộc hẹn nó đâu có chỉ là nửa tiếng đâu, nó rất là lâu. Nói tóm lại kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay là chị Michelle Lê có cái mặt trong cộng đồng của chúng ta từ rất là lâu để mà trợ giúp pháp lý về cái vấn đề y tế, và Medi-Cal là một trong những cái đề tài rất là nóng bỏng. Và chúng tôi đã dành nhiều cái thời lượng để mà nói về cái điều này. Thì nếu mà chúng ta lên trên trang Facebook của Trung tâm Y tế Southland và trang YouTube của Trung tâm Y tế Southland, quý vị sẽ thấy cái chia sẻ của cô Michelle Lê cũng như là luật sư Đỗ Hiếu Liêm khi mà chúng tôi nói về cái vấn đề là về Medi-Cal cũng như là quyền lợi của quý vị, liệu nó có ảnh hưởng đến nhà cửa hay là không. Một lần nữa thì Ngọc Khanh xin cảm ơn chị Michelle Lê đến từ Legal Aid SoCal đã mà dành thời gian cho chương trình, cũng như là cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe cho tất cả quý vị và rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.